Xin chào các bạn, thì ở độ tuổi nào cho con em đi du học là thích hợp nhất? Thật khó mà để trả lời câu hỏi này, và nếu không hiểu rõ khả năng tiếp thu và mong muốn của mỗi học sinh. Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và làm hồ sơ du học Mỹ và các nước, hôm nay Tân Đại Dương sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Thì theo Tân Đại Dương, 16 tuổi là lứa tuổi đi du học thích hợp nhất đối với những em có học lực và anh đang chỉ ở mức độ trung bình. Phần nhiều thì các em ở lứa tuổi 16 thì đã học xong lớp 10. Đừng quan tâm đến chuyện học kém hơn các bạn một hay là hai lớp. Môi trường high school ở Mỹ sẽ thích hợp với các em. Các em có cơ hội tham gia các hoạt động của trường. Bạn học là bạn cùng giới. Văn hóa Mỹ các em hiểu rõ, ngôn ngữ của giới tinh các em hiểu được, nên là trình độ Anh ngữ của các em sẽ không thua kém gì người Mỹ. Nếu em nào chịu khó vừa học high school vừa học chương trình dual enrollment, thì khi vừa học xong high school các em đã học được tới 1 đến 1.5 năm của đại học. Có thể các em sẽ lấy bằng đại học trước những học sinh chọn cao đẳng cộng đồng hay là vào thẳng đại học. Luật lệ của một vài tiểu bang như là Washington State, California, v.v. thì cho phép học sinh tốt nghiệp high school ở Mỹ được hưởng mức học phí tính theo dân cư của tiểu bang. Đặc biệt là tiểu bang Washington State, chỉ cần các em cư ngụ trong học khu và có người giám hộ là cư dân của tiểu bang thì các em được học trường public high school gần nhà nhất miễn phí. Trường không đòi hỏi tới tình trạng cư trú của học sinh. Cho dù học trường công hay là trường tư thì các quý phụ huynh và các em học sinh hãy nhớ nguyên tắc này. Đầu tiên là tìm hiểu, lựa chọn, quan tâm, phương pháp học và cuối cùng là thành tài. Tân Đại Dương hy vọng là những chia sẻ này sẽ giúp được quý phụ huynh đỡ bớt phần nào sự phân vân khi mà có ý định cho em mình đi du học Mỹ. Và mọi thắc mắc về vấn đề trường hay là thủ tục du học thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương hỗ trợ bạn.